Cụ ngủ ngoài đường thấy lạnh thương quá ha. Đây là phát cho cô luôn đây. Phát cho cô. Sorry. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? Em chào cụ nhá. Đây có một cô lượm bạch tài. Được cái gì? Cái này mỗi người là một phần đủ rồi cụ. Dạ. Cái này là của người khác. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tiếp nha. Thôi, tặng cụ một phần. Cụ ơi, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cho cụ cái túi luôn. Dạ. À, năm nay 78 rồi hả? Ồ. Dạ. Em ngồi góc kia đi, nhìn lên đây anh chụp cái đấy ngồi vậy. Mất trái chùm ruột đó cụ ơi. Nhìn đây. Em. Nhìn đây. Rồi. Cụ nhìn đây. Rồi. Ok, bà con chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Năm mới chúc cụ là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Dạ. Đây cũng lượm ve chai đây nè cả nhà. À rồi gặp nhiều may mắn. Dạ. Cô lượm ve chai mấy giờ cô nghỉ? Người ta nghỉ mình nghỉ 12 giờ hả? Dạ. À 12 giờ nghỉ. À, đây này cô đi lượm ve chai này cả nhà. Đấy. Tết năm gọi là Tết nhất rồi nhưng mà cô vẫn cặm cụi đi lượm ve chai đây. Một xe ve chai của cô này cả nhà thấy không? Nhà cô ở gần đây không? Đấy, nhìn cái cảnh thấy chưa? Thấy cảnh cô đi không? Đây cả nhà thấy cảnh cô đi, thấy cuộc sống Sài Gòn là vậy đó cả nhà ơi. Buổi tối mọi người những hoàn cảnh khó khăn người ta đi lượm những cái ve chai để mưu sinh đấy nhỉ. Cụ lượm đến mấy giờ là cụ nghỉ? Mấy giờ? Năm nay là cụ bao nhiêu tuổi rồi? 58 rồi. À năm nay 58 rồi hả? Đây cái xe của cụ lượm ve chai đây cả nhà. Đây này. Rồi cụ cất đi. Rồi, yếu quá, cụ yếu. 58 tuổi mà yếu. Đây cái xe ve chai này. Nguồn lượng ve chai nguyên một xe này. Cô ăn gì chưa?
đó có bánh bao với lại nước cụ ăn đỡ nhá, ăn đỡ cho đỡ đói nhá. Bánh bao với nước nước sâm với lại nước nước bắp. Đây cụ xin cho vợ cụ thêm một phần nữa, cụ hai vợ chồng với lượm ve chai. Dạ. Vợ đi lượm trong. Dạ. Bà cũng 56. À, bà xã 56 tuổi. À. Nhà nhà cụ gần đây không? Quê à trên quê hả? Mình quê, ở đây quê mình... cũ đâu cụ? Bình Phước á. À Bình Phước. Mình đến đây mình xuống đây mình thuê phòng trọ cụ. Dạ. Dạ. 56 tuổi thì bọn con là bằng chú rồi. Dạ. 57. À Tết này 58. Rồi bọn con chúc chú nhiều sức khỏe, rồi gặp nhiều may mắn trong dịp năm mới nhé. Dạ. Cảm ơn mấy con ha. Dạ, rồi bọn con chào chú ạ. Dạ. Đây là cụ ngủ ngay dưới cái gầm cầu luôn này, cái cầu đi bộ là cả nhà. Đây bệnh viện ung bướu các bạn. Cái này bệnh Nguyễn Tri Phương á. À. Đây cái xe là lượm ve chai của cụ này. Năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 60 à. Rồi nhân dịp năm mới bọn con chúc cụ là nhiều sức khỏe nhá, gặp nhiều may mắn. Cụ bị lãng tai thôi, lãng tai nghe em rồi mình đi nha. Dạ dạ bác cha. À tới 7 giờ sáng luôn. Chúc hai đứa gia đình sức khỏe hết nha. Dạ. Rồi thấy âm lịch có ra không? Âm lịch bọn con có dịp bọn con sẽ ra. Rồi, dạ. Dạ. Năm mới bọn con chúc chú là sức khỏe dồi dào, gặp rồi. Nhiều may mắn, có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống ạ. Dạ. Dạ rồi, con chào chú. Rồi. Chú con đi ạ. À. Đây chú bán vé số từ chú bán từ mấy giờ chú nhỉ? Bán từ 10 giờ. 10 giờ tối đến 7 giờ sáng. Bán từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng cả nhà. Dạ. Để chú ngồi ghế đồ chú bán này hàng ngày đây. Nhà chú gần đây không? Quận 8. Ồ quận 8 qua đây bán. Dạ. Thế tí nữa chú đi gì về sáng à chú đi gì về? À đi xe ôm à. Dạ. Dạ. Chú bán vậy chứ mà chú có gọi là có gặp khó khăn gì không trong quá trình bán không? Bị giật dọc hoài cơ. Ồ bị giật vé số hoài hả? Dạ. Chết nguy hiểm lắm. Dạ. Vậy mà mình cứ ngồi hoài này cũng nguy hiểm nha chú nhỉ? À, mình dạ. Xấu vô chốc cầm quen hỏi ra mình quay chốc bán. Dạ. Chú có còn... Ôi từ cái chai nước đó bị rớt xuống chân luôn. Em lên lấy chai nước cho chú cái. Lấy chai nước này bị lăn rồi chú ơi. Rồi, chú ơi. Rồi, bọn con xin phép con chào chú ạ. À. Rồi. Dạ. À. Em ăn gì chưa? Rồi. Ăn rồi à? Em bán vé số à? Em bán vé số hả? À? À bán vé số đúng không? Em quê ở đâu? Quê ở Cà Mau. Cà Mau hả? À. Em Tết có về quê không? Tết có về quê không? Không anh. Không hả? Tết ở lại trong này anh. À. Ở dưới đâu mà em đi dọc này hả? Lâu lâu thì bán á, bán ở chỗ giữa chỗ mà chỗ giữa Kim Cương á, chỗ Kim Cương là chỗ 3 ngày á. Như vô 3 ngày. Anh Nguyễn Tri Phương 3 tháng 2 hả? Anh đến mấy giờ nghỉ? Dạ, bán tới mấy giờ nghỉ? À, 6-7 giờ nghỉ. Rồi năm mới chúc em gặp nhiều may mắn nha. Ừ. Rồi chào em nha. Ủa. Đây. Để lấy quà ra xíu. À đây kìa. Đây có chú chờ chút xíu cô chú lại đây chờ lại đó đứng đi
trời. Đây là hồng mít Tết, mít mà con tặng rồi. Rồi bà con năm nhân dịp năm mới chúc bà với lại cô nhiều sức khỏe nhá, may mắn, may hơn trong cuộc sống. Dạ. Đó là mít chùm ruột á. Cái này của một cô Việt kiều, bà một bà một cô Việt kiều bên Mỹ bên nước ngoài tặng á. Dạ. Rồi. Dạ con đi. Đây có bà với cô ngồi đây nhỉ. Phụ ông kia đi. Của cháu nè, của cháu đây nữa nè. Bào nha. Đây năm mới mình có mứt Tết nha, mứt nha. Mứt chùm ruột nha. Đây là con của cô hả? À cháu ngoại hả? À cháu ngoại của cụ hả? À cháu ngoại. Rồi cho cụ cái này luôn này. Rồi. Con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? 2 tuổi à? Ngủ ngoài đường với bà luôn à? Ngoài đường với bà luôn à? Ồ, ngoan quá. Wow, thấy thương ghê á. 2 tuổi rồi kìa. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 46. À, cô 46 hả? Ủa, thế là mình có nhà cửa gì không mà mình ra đây mình ngồi? Ở dưới đâu? À, Đồng Tháp à? Đồng Tháp lên trên này à? Nên này là tối người ta đi qua lại ta so gì mình ăn đó hả? Người ta lượm bé à, lượm bé trai à, lượm bé trai. Bé này là con của